Bên cạnh việc có động thái là viết đơn, ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu EU, thì Ukraine cũng đang nỗ lực nhằm làm thế nào để có thể chấm dứt chiến tranh tại khu vực nước này. Và cuộc đàm phán về tình hình căng thẳng tại Ukraine giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào ngày 28 tháng 2 tại vùng Gomel gần biên giới Belarus và Ukraine, đã kết thúc sau gần 5 giờ đồng hồ. Và hai bên đã thống nhất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trong vài ngày tới ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Phát biểu sau đàm phán, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết hai bên đã xem xét toàn bộ chương trình nghị sự một cách chi tiết và đã tìm ra được những điểm để qua đó dự đoán các quan điểm chung. Theo ông Vladimir Medinsky, hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán. Về phần mình, cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết các bên đã xác định được chủ đề ưu tiên để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể. Ông Podolyak cũng xác nhận hai bên sẽ quay trở lại thủ đô của mỗi nước để tham vấn về khả năng tổ chức trong vòng đàm phán thứ hai. Theo ông Podolyak, mục đích chính của Ukraine trong cuộc đàm phán lần này là thảo luận về một lệnh ngừng bắn.